Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của toplist.vn. Khối ngành kinh tế chưa bao giờ ngừng hot, chọn được trường học tốt luôn là vấn đề được các bạn học sinh quan tâm, nhất là những bạn đang chuẩn bị tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Với mong muốn giúp đỡ các bạn trong việc chọn trường, hôm nay toplist xin được gửi đến các bạn top trường đại học đào tạo ngành kinh tế tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Top 1 Đại học Ngoại thương. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 là một trong trường đại học chuyên ngành về khối ngành kinh tế tại Việt Nam, trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Ngoại thương cơ sở 2 FTU2 là trường có điểm số đầu vào cao nhất ở khu vực phía Nam và đứng thứ 2 toàn quốc chỉ sau cơ sở 1. Trường FTU2 là nơi quy tụ nhiều cá nhân có học lực xuất sắc và đạt được nhiều thành tích nổi bật ở trung học phổ thông. Trường Đại học Ngoại thương có cơ sở vật chất và chương trình học rất phù hợp. Khi theo học tại trường, sinh viên phải phát huy tinh thần tự học cao và đặc biệt mặt bằng chung tiếng Anh của dân FTU2 khá là tốt. Điểm nổi bật nhất tạo nên tên tuổi của Ngoại thương đó chính là sự năng động đến mức tuyệt vời của sinh viên. Phong trào đoàn, hội, hoạt động ngoại khóa diễn ra thường xuyên và rất nổi trội. Học phí Đại học Ngoại thương năm 2022-2023 dự kiến theo từng chương trình đào tạo cụ thể như sau. Chương trình đại trà 22 triệu đồng trên 1 năm học. Chương trình chất lượng cao 42 triệu đồng trên 1 năm học. Chương trình tiên tiến 65 triệu đồng trên 1 năm học. Điểm chuẩn ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và kế toán, tài chính ngân hàng của trường Đại học Ngoại thương lần lượt là 28,15 và 27,85 điểm năm 2020. Năm 2021 là 28,25 điểm dành cho cả hai ngành kinh tế và quản trị kinh doanh và kế toán, tài chính ngân hàng. Năm 2020 vẫn giữ nguyên mức điểm là 28,25 dành cho cả hai ngành. Top 2 Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành với nhiều trình độ và phương thức đào tạo khác nhau từ cử nhân đến tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên của trường đều được đào tạo từ các học viện danh tiếng trên thế giới. Hàng năm, số lượng sinh viên nhập học lớn đưa trường trở thành một trong những trường đại học lớn nhất Việt Nam về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Mục tiêu chính của trường là cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, quản trị viên và các chuyên gia về kinh tế và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, tập trung vào việc khám phá, phân tích và tư vấn kinh tế trong quá trình phát triển của Việt Nam, cũng như đóng góp vào các học thuyết kinh tế. Hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước luôn được quan tâm để trường từng bước hội nhập vào mạng lưới khoa học và học thuật quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước. Năm 2020, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 22 đến 27,6 điểm. Năm 2021, điểm chuẩn dao động từ 22 đến 27,5 điểm. Và năm 2022, mức điểm từ 23,6 đến 27,8 điểm. Mức học phí của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đối với hệ tiêu chuẩn là 830.000 đồng trên một tín chỉ, đối với hệ chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Việt là 1,14 triệu trên một tín chỉ và đào tạo bằng tiếng Anh là 1.596.000 trên một tín chỉ. Top 3 Trường Đại học Kinh tế Luật. Trường Đại học Kinh tế Luật viết tắt là UEL được thành lập vào năm 2010, có tiền thân là Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường có tuổi đời nhỏ nhất trong danh sách. Tuy vậy, cơ sở vật chất của trường vô cùng tuyệt vời. Giảng viên đều là những người có năng lực và đầy nhiệt huyết. 47% giảng viên của trường được đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Trường tập trung tuyển sinh 2 ngành kinh tế và luật với 12 chuyên ngành khác nhau và 6 chuyên ngành mở lớp chất lượng cao. Trường Đại học Kinh tế Luật là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam sở hữu phòng mô phỏng thị trường tài chính, liên kết đào tạo quốc tế với trường đại học Gloucestershire và trường đại học Birmingham City tại Việt Nam ở bậc đại học và cao học. Điểm chuẩn trường khá cao, xấp xỉ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, có năm còn cao bằng Đại học Ngoại thương. Nhìn chung chất lượng học tập ở UEL tốt, có ký túc, nhưng trường lại không ở trong trung tâm thành phố. Học phí của hệ đại trà khoảng 9.800.000 trên một năm. Đây là mức học phí tương đối rẻ so với tất cả các trường đại học tại Việt Nam hiện nay. Sinh viên của trường rất năng động và đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học thuật, khởi nghiệp kinh doanh hay thậm chí là trong thể thao và các cuộc thi sắc đẹp. Mức học phí năm 2022 của trường Đại học Kinh tế Luật, chương trình đại trà trung bình khoảng 19 triệu đồng trên một năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao là khoảng 30 triệu đồng trên một năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh hơn 46 triệu đồng trên một năm học. Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Kinh tế Luật năm 2020 dao động từ 22,3 đến 27,4 điểm. Năm 2021, điểm chuẩn dao động từ 24,1 đến 27,65. Năm 2022, mức điểm chuẩn từ 23,4 đến 27,55. Top 4 Trường Đại học Tài chính Marketing. Trường Đại học Tài chính Marketing có tên viết tắt là UFM, tiền thân là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam, thành lập vào năm 1976 đến năm 2004, được nâng cấp thành đại học. Trường Đại học Tài chính Marketing là trường đại học công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, trường trực thuộc Bộ Tài chính nhưng vẫn chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đào tạo các chuyên ngành về lĩnh vực kinh doanh và tập trung vào ngành marketing và tài chính ngân hàng. Khoa Kinh tế Luật là một trong những khoa thu hút sinh viên theo học tại trường nhiều nhất.
Khoa Kinh tế Luật được thành lập theo quyết định số 2233 QĐ-DHTCM ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Kinh tế Luật và Khoa Lý luận Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tài chính Marketing. Tiền thân của Khoa Kinh tế Luật là Khoa Cơ bản Đơn vị Quản lý Hành chính của trường. Mức học phí năm 2022 của Trường Đại học Tài chính Marketing, chương trình đại trà 18.500.000 đồng trên một năm học, chương trình chất lượng cao 36.300.000 đồng trên một năm học, chương trình đặc thù như các ngành quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.000.000 đồng trên một năm học, chương trình đặc thù ngành hệ thống thông tin quản lý 19.500.000 đồng trên một năm học, chương trình quốc tế 55.000.000 đồng trên một năm học. Năm 2020, mức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,1 điểm. Năm 2021, dao động từ 21,25 đến 27,1 điểm. Và năm 2022, mức điểm chuẩn các ngành là 22 đến 26,7 điểm. Top 5 Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 24 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 1272 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Đây là môi trường giáo dục chuyên sâu về đào tạo nhân sự trong ngành kinh tế, tài chính và kinh doanh ở nước ta. Trường theo đuổi mục tiêu là đại học hàng đầu tại Việt Nam và hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế gắn liền triết lý, chất lượng, hiệu quả, hội nhập. Với mục tiêu nhất quán, trường hướng tới tiêu chuẩn giáo dục đại học kết hợp tinh hoa giáo dục đại học quốc tế cùng chuyển biến kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đào tạo chuyên sâu về kinh tế tài chính, đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao của xã hội. Trường đào tạo chuyên sâu về đào tạo nhân sự trong ngành kinh tế, kinh doanh và tài chính của Việt Nam cũng như là trung tâm đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên. Trường có hệ thống phòng học, phòng thực hành tin học, ngoại ngữ, mô phỏng doanh nghiệp, thư viện, khu vực tự học và khu văn thể Mỹ đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, trường lại có mức học phí khá cao, khoảng 60 đến 64 triệu đồng trên một năm học, nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo và được nhiều sinh viên đánh giá cao. Trường cũng cung cấp rất nhiều học bổng giá trị cho sinh viên. Năm nay trường xét tuyển theo cả hai phương thức là xét theo điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo điểm học bạ lớp 12. Năm 2020, trường lấy điểm chuẩn dao động từ 19 đến 24 điểm, mức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 24 điểm vào năm 2021 và dao động từ 17 đến 20 điểm vào năm 2022. Trên đây là danh sách top 5 trường đại học đào tạo kinh tế tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn đang băn khoăn về sự lựa chọn của mình, hãy comment ngay dưới bài viết để những chuyên gia trong ngành giáo dục từ toplist.vn tư vấn cho bạn. Đừng quên like, share video để ủng hộ chúng mình làm thêm nhiều nội dung hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!